Cộng đồng mạng đang dậy sóng trước những hình ảnh được cho là của ca sĩ Sơn Tùng và Hải Tú cùng nhau bước ra từ một căn biệt thự. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 sáng ngày 25 tháng 1, tức là 23 tháng Chạp, Sơn Tùng và gà cưng Hải Tú cùng nhau bước ra từ căn biệt thự, cả hai che mặt kín mít bằng kính dâm và khẩu trang, diện áo jean đồng màu. Khi ngồi lên xe máy, Hải Tú còn thoải mái ôm eo chủ tịch từ phía sau. Đang nói, hành động này hoàn toàn tự nhiên giống như một thói quen. Điều này càng chứng tỏ mối quan hệ trên mức bình thường của cặp đôi, dù cả hai từ trước đến nay vẫn luôn im lặng trước mọi tin đồn. Sau khoảng 30 phút, Sơn Tùng chở Hải Tú trở về căn biệt thự sang trọng. Từ đoạn video có thể thấy, cả hai mua bánh trưng và những đồ cúng ông công ông táo. Hải Tú còn là người giữ chìa khóa, chủ động mở cửa, đúng chất nữ chủ nhân của căn biệt thự sang trọng này. Điều này dường như củng cố tin đồn xếp tậu nhà mới để đón nàng thơ về ở chung là sự thật. Theo những thông tin đầu tiên được cập nhật, căn biệt thự này không thuộc quyền sở hữu của giọng ca gốc Thái Bình mà được anh thuê dài hạn phục vụ cho quá trình sinh sống và làm việc tại đây. Căn biệt thự nằm trong một khu dân cư khép kín với đầy đủ tiện nghi hiện đại tại nhà bè, thành phố Hồ Chí Minh, cách khá xa trung tâm thành phố. Vị trí căn biệt thự mà giọng ca gốc Thái Bình đang ở có sự xuất hiện của hai chiếc xe quen thuộc mà anh đang sở hữu, đó là Sedona và G63. Căn biệt thự này có không gian riêng tư và vô cùng yên tĩnh. Điểm cộng của bất động sản là có view đẹp hướng thẳng ra sông khá lãng mạn và nên thơ. Căn nhà của giọng ca lạc trôi gồm có một tầng trệt, hai tầng lầu, rộng rãi đến mức có cả phòng thu âm riêng. Qua tìm hiểu trên thị trường bất động sản, căn biệt thự của Sơn Tùng và Gà Cưng đang ở hiện đang được giao bán với mức giá khoảng 50 tỷ đồng. Mỗi tháng, giá thuê biệt thự khoảng 30-38 đến 38 triệu đồng cho căn có view nội khu. Bất ngờ hơn, khi liên lạc với bên môi giới bất động sản khu nhà này, căn biệt thự được Sơn Tùng thuê dài hạn với giá 4.000 USD một tháng, khoảng hơn 90 triệu đồng. Nguyên nhân có lẽ là do căn biệt thự của Sơn Tùng đang thuê là một trong những căn ven sông có view đẹp nhất của khu này. Mức giá đắt đỏ như thế là có nguyên do cả, bởi khu biệt thự này tuy nằm xa trung tâm thành phố nhưng lại có rất nhiều tiện ích. Đầu tiên, căn villa nằm trong khu biệt thự ven sông, mỗi căn đều được thiết kế biệt lập và vô cùng sang chảnh. Căn villa rộng rãi, được thiết kế một tầng trệt và hai tầng lầu, bên trong còn có cả phòng thu âm riêng thuận lợi cho công việc của Sơn Tùng. Tiếp theo đó là không gian sống mơ ước, nơi đây có không gian xanh mát trong lành thoáng đãng. Được biết, căn biệt thự thuộc khu Nam Sài Gòn không chỉ có view sông lãng mạn nên thơ mà xung quanh cũng thuộc top view của khu vực này. Biệt thự ghi chọn điểm với không gian xanh khi vừa gần sông lại xa trung tâm thành phố. Khắp khu biệt thự được phủ xanh bởi đủ các loại cây và hoa, tạo nên các mảng xanh mát mắt vô tận với tỷ lệ xanh chiếm tới 70%. Căn biệt thự Sơn Tùng Thuê nhìn thẳng ra sông, bao trọn một mặt khu này chính là công viên ven sông trải dài 400m vô cùng rộng và dài. Căn biệt thự này nằm trong khu phức hợp được thiết kế hiện đại bậc nhất với tiện nghi đầy đủ. Điều đáng nói, nơi này còn có một hồ bơi rộng với diện tích lên tới 360 m2, bên cạnh còn có một hồ bơi ven sông, phòng gym, spa trường mầm non theo tiêu chuẩn quốc tế. Cuối cùng, không chỉ sở hữu view đẹp, tiện ích hiện đại, khu villa Sơn Tùng đang ở còn có tính bảo mật rất cao. Cụ thể, biệt thự Sơn Tùng và hải tú sống nằm trong khu compound, tức là nơi này có cả tường bao đảm bảo tính riêng tư, bảo mật cho người sống trong biệt thự. Bên cạnh đó, khu villa này được bảo vệ 24 trên 24 giờ cả trước và sau. Để qua được cổng chính, ngay cả cư dân nơi đây cũng phải có thẻ mới có thể đi qua. Còn người ngoài muốn vào khu biệt thự họ sẽ phải gọi điện báo cho gia chủ, khi được xác nhận đồng ý thì bảo vệ mới cho vào trong. Thời điểm hiện tại, Sơn Tùng đang là sếp của công ty giải trí siêu hot trong Vbiz, có trong tay tất cả từ nhà đẹp tới siêu xe cùng với mức thu nhập khổng lồ từ các xe và kênh YouTube. Dù liên tục dính phải tin đồn nhưng không thể phủ nhận, giọng ca khúc Thái Bình đang là một trong những cái tên Vbiz hot nhất thời điểm hiện tại. Nguồn thu nhập cũng như khối tài sản của Sơn Tùng sở hữu vô cùng lớn và con số tăng lên trong mỗi năm. Tính đến hiện tại, đã hơn một năm kể từ ngày drama trà xanh nổ ra. Tuy nhiên, những người trong cuộc vẫn luôn một mực giữ im lặng. Drama cũng là dấu chấm hết trong mối tình 8 năm trong bóng tối của Sơn Tùng với Thiểu Bảo Trâm. Bên cạnh đó, Chủ tịch còn vướng phải nghi vấn có con với Hải Tú, Gà Cưng, Nàng Thơ kiêm người được cho là tiểu tam trong drama này.